À, thì bây giờ chúng ta thấy là cái bàn này á, thì kích thước ở đây cho sẵn rồi. Thì trước tiên chúng ta vẽ, cái khó nhất là vẽ cái mặt bàn thôi. Mặt bàn kích thước của nó là tổng từ đây đến đây là 3.000, là 3.000, và tính ra một cái từ đây đến đây là cũng là 3.000 ha. Còn bề rộng là 1.500 nè, bề rộng 1.500. Như vậy suy ra là từ cái tâm này qua đây 1.500 nè, là 750. Chỗ này một từ đây tới đây là 1.500 nè, thì chia đôi ra là 750. Bên này 750, bên này 750, tổng là 4.500 thôi. Xin lỗi, ở giữa này là hình vuông đó. Hình vuông là 1.500, 1.500 ha. 1.500, 1.500. Bên này 750, 750 là 1.500, 3.000, tổng 1.500 ha. Bây giờ ta nhìn đây nè, chúng ta sẽ vẽ mặt top. Mặt top vẽ cái tăng color. Cái tăng color kích thước tùy ý nè, rồi đưa vào trong ô. X bằng 0, Y bằng 0 hết. Rồi phóng to lên, giờ tăng lưới đi. Rồi chúng ta sẽ cho cái kích thước của nó là tổng thể là 1.500, cái này là 1.500 đó, 1.500 hết. Rồi sau đó chúng ta vẽ hai hình tròn hai bên, dùng cái circle nè, circle và chiếu bắt điểm lên cho nó, chiếu bắt điểm snap toggle. Và chuột phải nó chúng ta chọn thêm cái độ là midpoint ấy, là trung điểm, thêm cái midpoint nữa, thêm cái midpoint nữa. À, rồi bắt bắt từ trung điểm vẽ ra nè. Đó, chúng ta sẽ có hai đường tròn hai bên như thế này luôn. Đó, lưu ý là sau khi vẽ xong á, cho dù chúng ta chưa có kích hoạt một cái lệnh nào khác, nhưng mà trung bắt điểm nó cũng bật lên rồi, cho nên chúng ta phải tắt đi nha. Như khi mình quên thì mình để mình đi đâu luôn bắt vô hết đó, nó bị rất là vướng víu mà phải tắt đi đấy. Khi này xài mới bật lên thôi. Rồi xong đây rồi thì chúng ta cần làm sao để trừ hết lấy phần bên trong thôi. Thì chúng ta đứng tại đối tượng bất kỳ, chúng ta sổ cái danh sách mô file list của rectangular ra. À, chúng ta truy cập vào thứ cấp của tượng 2D thì đó là edit SP line, rồi chữ E ha, chọn edit SP line nè, rồi chọn cái vertex là điểm. Rồi ở đây chúng ta có cái đồ là attach là cộng á, chúng ta cộng với đường tròn này, cộng với đường kia. À, cộng rồi phát ra, rồi phát ra hết. Rồi sau đó chúng ta mới cộng vô, thì ta chọn SP line đường, chọn cái đường giữa này, chúng ta sẽ attach cộng booling á, cộng nè, cộng với bên phải, cộng bên trái cũng chưa được, khi là nó cộng chưa chưa thành công, nó cộng chưa được á, chúng ta sử dụng chế độ khác, dùng trim, dùng trim chúng ta cắt, cứ từ đâu nó trim tới đó. Đó, như vậy chúng ta đã vẽ xong cái hình này. À, nếu mà vẽ bằng AutoCAD 2D thì quá dễ rồi, nhưng mà vẽ bằng Panoramax mới khó ra. Rồi xong rồi đứng lên vô tới là điểm ha, mấy cái điểm này nè, chúng ta sẽ view nhập vô một view là hàng lại, điểm này cũng vậy, view view điểm này cũng vậy, view well, rồi điểm này cũng vậy. Nên chỗ này là hai điểm lần nha, hai điểm lần nè, cho là chúng ta trim xong là nó chưa có kết nối lại á, chọn nó hai điểm này chúng ta cũng view well lại với nhau, dính lại với nhau. Rồi trên cơ sở đó đứng lại perspective là chúng ta mới chọn cái này và chúng ta sẽ ép trúc lên. Thì độ dày của cái bàn này là bằng 25, 25 đi đó, thì chúng ta mới có được một cái mặt bàn này. Như vậy vẽ mặt bàn này không đơn giản nha, không đơn giản, chúng ta phải dùng những vận dụng những kích thước về 2D trong Panoramax mới vẽ được vào bàn này. Rồi những cái chân bàn khác thì ví dụ như là một cái chân ở giữa này đi, thì dày là 25, cao là 7, cao là 715, cao 715 và dài của nó là 900, là 900. Cho nên ở đây thì sẽ vẽ một cái bóc. À, như vậy là cái chiều len chiều này nè là 900, chiều waist này là bằng 25 và chiều cao là bằng 715. À, được một cái chân bàn. Sau đó chúng ta sẽ vào một top, chúng ta sẽ gắn nó vô thì chọn align, công cụ align lại gắn sắp xếp align với là đối tượng này. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn chế độ là XY trước đi, rồi center center apply ok, tức là XY là ngay giữa trước nè, rồi front thì chúng ta cần một là đưa cái chân này xuống hay là đưa cái mặt lên, thì quyết định đưa đưa cái mặt lên nó đúng hơn. Rồi họ lấy cái mặt mình vẽ là dưới rồi, ở dưới là hết thì cái chân này ở dưới nè, rồi cái mặt bàn lên trên, thì chọn cái mặt bàn này chúng ta sẽ align tiếp ở cái cạnh này, cái độ thì chụp y, chụp y như vậy đối với cái mặt bàn ở dưới này sẽ là min, ở cái kia sẽ là max, min max cặp nhau. Đó. Thì đây là một cái mẹo, nếu mà chúng ta không biết cái nào min cái nào max à, thì cứ chọn đại đi, min min giữ nguyên cái min này, thì ở đây chọn min hoặc max, không đúng thì chuyển sang dưới này mắt thì cận bên mắt,
thì nó có bốn trường hợp thôi, min 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 max 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 min gì đó, bốn trường hợp là nó cũng đúng mà, thế này cũng cũng có cái đúng mà, cho nên là nếu ta nhìn không được thì kết tạ thế này nó cũng ra, đó là cái mẹo làm như vậy. Như vậy là trước tiên là chúng ta đưa được cái chân nguyên dưỡng này rồi ha, để tắt cái bóng đổ như này cho dễ nhìn rồi cho một tóc rồi, nhưng mà nó nằm đây, nó nằm bên trái, nó là bên trái, như vậy là cách ở giữa từ tâm ra là 1 tấc 50, chúng ta dùng máy tính tính chút xíu nha cho chính xác nè. Như vậy nếu mà nói về cái tâm giữa chỗ này á, qua bên đây là 1 tấc 50, nếu mình đứng ngay giữa đây và chạy đây 1 tấc 50, cái cộng thêm một phần của này nữa nè, 1 tấc 50 là tổng của nó thì chia 2 ra là 925. Thì nếu mà cái đối tượng ở giữa này chạy qua bên đây 925 rồi, 925 chạy qua đây chia đôi ra rồi, chúng ta phải cộng thêm một nửa của 12.5 nữa, một nửa của 25 nữa, cộng thêm 12.5 nữa. 1 tấc 50 chia 2 nè, rồi cộng thêm cho 12.5 nữa là 937.5 mới đúng. Rồi như vậy là di chuyển qua bên trái, nhưng mà trước khi làm chúng ta sẽ edit clone, copy tại chỗ đó, copy tại chỗ chọn là instant, rồi chạy sang bên chữ x bên trái nè là trừ 937.5 đó. Chọn nhầm đối tượng rồi, cái này nè, edit clone copy tại chỗ, rồi lấy một cái qua bên trái là trừ 937.5 đó, rồi thì cái này qua bên kia là trừ 937.5 đó, thì chúng ta có cái hình này nè. Rồi đo lại thử có phải là khoảng giữa này là 1850 không, thì vẽ cái bóp thử cơ điểm này. Để về thử cái móc ở đây ha. 1849 là 1850 là đúng rồi đó. Nó là cái là bắt tiêu điểm nó lệch 1 ly nhưng mà đúng rồi đó. Rồi. Như vậy là đã vẽ xong rồi cái tới đây. Rồi, sau đó là cái phần ở dưới nè. Ở dưới này thì chúng ta cứ nhìn tổng thể đi. Tổng thể đi. Rồi, chúng ta thì để cái bóc khác. Rồi như vậy là cái chiều này nhé là bằng cái thanh giữa nè, là nó mỏng hơn một xíu, 25 này chắc ta tầm 20 quá, trời không nói gì nhưng mà chắc là 20 mình cho bằng luôn đi, 25 luôn đi cho nó bằng hình luôn đi. Rồi như vậy cái này sẽ là bằng 25, cái chiều width này nè là bằng 1850, và chiều cao này bằng 300. Đó, tìm khoảng frame chúng ta gắn vô nè. Trước tiên là align nó với lại cái này trước, theo chiều trục y trước. Như vậy cái trên này sẽ là max gặp min của cái kia, hợp ba cho đúng trước này. Rồi sau nó cho nó ngay giữa center. Hợp ba ok. Đó đúng không nè. Top thì chúng ta align tiếp lại cái này tiếp. Thì chiều trục của x y nhiều center ngay giữa tiếp rồi ok, đó thì nó ngay vô giữa nè ra rồi, và hai thanh hai bên nữa thì vẽ cái bóc rồi, bóc hai bên này thì bóc hai bên này á, là 250 715 và dài 25 rồi. Như vậy cái này nè là 25 nè. Cái width này là 250 và chiều cao bằng 715 à. Rồi bây giờ một top này, rồi cái này mình cũng align nó với lại cái này trước, align với cái này trước rồi theo trục x trước, x thì bên trái là min này cộng max của cái kia, max của này min của kia, apply sau nó theo chiều trục y center y này center apply ok rồi, front đúng luôn rồi nha.
Đó thì có nghĩa là nguồn cấp thanh bên tay trái là nó nằm ở vị trí này nè. Rồi lấy cái này copy sang bên kia nữa, copy sang bên đây, chọn là piston, rồi mình lại gắn vào bên trái là xong thôi. Mình align với lại cái này thì chiều trục x à, như vậy cũng như cái mắt. Ok, anh vô rồi, như vậy thì vẽ xong cái bàn này rồi. Và cuối cùng nữa là chúng ta gắn vật liệu vô nữa là xong. Phía M gắn vật liệu rồi chọn ô vật liệu bất kỳ, gắn vô ví dụ cái mặt bàn trước nè, sau đó mình kích vô diffuse ở bên cạnh tạo bitmap, rồi chúng ta kiếm vật liệu gỗ vô. Show lên, gắn vô mà show lên đó, gọi là show sketch material in viewport, mà vẫn không thấy chất liệu thì ở đây nó thiếu cái tọa độ họa đồ, hình dáng của nó phức tạp rồi, cho nên chúng ta phải dùng một tọa độ họa đồ UVW map, rồi chọn là box thì nó xuất hiện vật liệu gỗ như thế này. Chúng ta có thể thay đổi cái vân gỗ lại cho nó phù hợp nếu muốn. Rồi muốn đổi cái vân gỗ này nó vuông góc lại thì chúng ta thay đổi cái góc cái này nè, W W trong cái góc 90 độ thì vân gỗ thì chỉ nhập về cái hướng này ha, hoàn toàn là thay đổi được hết. Nè. Rồi sau đó lấy cái gỗ này copy vô này, lấy cái này đặt tên khác nha, tên gì cũng được, rồi mới lấy gắn cho những cái khác, không là nó lại ra cái tên khác đấy. Rồi cái này gấp cái vật liệu này chúng ta đổi cái góc lại cho nó, không nó sọc đứng lên. Rồi cái tha linh này lặp lại nè, cái tha linh này lặp lại nè. Rồi nhờ khi đó chúng ta sẽ có được một cái mặt bàn như vậy, một cái bàn gỗ như thế này. Rồi copy thêm một bộ nữa, có thêm một cái bộ nữa thì cái này chúng ta có thể dùng cái gỗ khác. Gỗ nó tối hơn. Khi mà thầy chỉnh cái này cái kia nó cũng thay đổi theo á, thì chúng ta bấm vào cái này nè, Make Unique. Ví dụ thầy chỉnh cái này cho nó thấy nè, là nó bị dính với nhau á, lúc nãy thì copy ra thì vô tình thì chọn là Instant á, thì chúng ta chọn Make Unique là nó lặp lặp cái lại à. Là cái nào riêng cái đó đó, cái vân gỗ sẽ khác nè, đậm hơn nè, đó thì nó trải dài hơn nè. Copy cái này đổ một cái khác, những dưới. Rồi, mấy vật liệu này chúng ta có thể tăng cái specular level lên cho nó bóng, cho nó bóng một xíu. Nhưng mà đối với những cái mặt thẳng, những cái đối tượng vật liệu lên cái bàn mà nó thẳng như thế này á, thì bóng thì khó thấy. Vật liệu thì có bóng nhưng mà vẫn khó thấy, tại vì khi này những bề mặt nào mà nó thuộc dạng đèn tròn á, đèn cong á, bề mặt cong á, ví dụ như là con chuột này, bề mặt cong á thì nó bắt bắt sáng tốt hơn. Còn những cái thẳng á, cho dù sáng cũng không thấy, khó thấy lắm. Đó, nhưng mà ý là cách vẽ như vậy. Rồi, ok, xin mời lúc mình vẽ thầy cái bàn này đi. Rồi, theo cái file hình thầy ở kia. Rồi, thầy đưa phim lại.